Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bữa cổ canh án nha các bạn. Này là bữa cổ canh án thôi, còn mấy cái bữa cổ của thằng 8186 nữa, nhưng mà mình giới thiệu cái bữa cổ canh án thôi. Đây có hai cái bữa cổ canh án nha các bạn, thì một cái là có dây e, một cái là không có dây e. Rồi cái này không có dây e, thì cái dây e đây mình có bán luôn nha, có dây e luôn. Dây e của mình là dạng siêu hiếm luôn, một cọng rất là đẹp nha các bạn. Đây một loại là không có dây e, một loại có dây e nha. Mình sẽ soi cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu lấy bữa cổ thì anh em liên hệ nha. Đây là loại không có da nè các bạn. Đó. Còn anh em hỏi đời nào với đời nào thì bây giờ anh em đừng có quan tâm là nó đời nào. Xe của các bạn không có da thì anh em gắn không có da. Còn nếu xe có da thì gắn có da thôi. Này, liền nha. Không nứt, không bể, không tét, không hà. Đó. Đẹp nha các bạn. Đẹp nha. Sơn riêng luôn. Rồi cái bên đây, cái bên đây là cực đẹp luôn. Cái đời cao á, nhựa cứng, cái đời đầu nhựa dẻo, đẹp hết nè các bạn, không nứt không bể nha. Cái khóa nè rất là đẹp luôn. Có nhiều anh em hỏi à, bán cái này không bán được nha các bạn. Các bạn mua nguyên cái bữa cổ thì bán. Nhiều khi bây giờ anh em mua cái này mình bán cái này mắc hơn cái này được không? Hoặc là anh em hỏi mua cái này mình bán cái này mắc hơn cái này không được, đa số anh em bị bể cái này nè. Thì cái này nó mắc gần bằng cái này. Nói chung là mình bán nguyên combo nha, chứ không có bán lẻ nha anh em, không bán lẻ nha. Rất là đẹp nha. Đó, dây e của thằng này mình có luôn nha các bạn, có luôn. Rồi thì các bạn có nhu cầu lấy bữa cổ canh án thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại cho mình thằng giúp mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.